Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của công ty Lưu Việt. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn một bộ hóa chất dụng cụ cơ bản nhất cho một cái tiệm rửa xe các bạn. Thì một cái tiệm rửa xe các bạn khi các bạn mở ra thì cần đầu tư bao nhiêu tiền dung dịch, dụng cụ ngoài về máy móc ra, và cần những cái dụng cụ gì để hoàn thiện được một xe khách hàng khi khách hàng đến rửa xe của một xưởng của chúng ta. Thì một bộ để phục vụ trong việc rửa xe như vậy nó sẽ có mức giá là từ 6 triệu đến 6 triệu 500 ngàn đồng để hoàn thiện được toàn bộ một cái gói rửa xe cơ bản cho các bạn. Thì hiện tại bên công ty Lưu Việt đang phân phối độc quyền một cái hãng dung dịch được nhập khẩu từ Mỹ về, đó là sản phẩm Body Product do công ty Lưu Việt đang phân phối tại Việt Nam. Và một bộ dụng cụ bao gồm những cái dụng cụ gì để phục vụ công việc rửa xe các bạn, thì mình mời các bạn cùng mình đi vào khám phá chi tiết từng cái dụng cụ một. Xin mời các bạn. Trước mặt mình đây là một bộ dụng cụ hóa chất để phục vụ cho một công việc cho xe. Thì mình mời các bạn cùng mình đi vào chi tiết của từng cái sản phẩm một, để các bạn khi các bạn có muốn đầu tư ra thì các bạn sẽ biết được là cái nào dùng vào công việc như thế nào, để các bạn sẽ biết dễ hơn. Thì một cái sản phẩm đầu tiên không thể thiếu được đó chính là cái nước rửa xe. Thì hiện tại là bên công ty Lưu Việt đang phân phối độc quyền cái hãng sản phẩm chăm sóc nội ngoại thất xe được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ và do công ty Lưu Việt phân phối độc quyền tại Việt Nam. Thì mình xin giới thiệu các bạn đây là cái sản phẩm nước rửa xe thông thường Pinkershock mã 202 đó. Thì cái nước rửa xe mã 202 như này thì có độ pha đậm đặc là 1-200. Khi bạn mua một can này các bạn có thể rửa được 756 cái xe để phục vụ công việc rửa xe cho mình. Thì một can này có dung tích là 3.78 lít, nó pha tỷ lệ là 1-200. Khi các bạn rửa xe thì các bạn có thể là trực tiếp dùng pha vào xô này, hoặc thường thường thì các bạn có thể pha trực tiếp vào một cái bình bọt để các bạn rửa xe thông thường. Hay là các bạn có thể dùng trực tiếp vào bình phang cũng được, thì tùy theo cái nhu cầu của mình, tùy theo cái công việc của mình thì mình đầu tư cái nào cho nó phù hợp. Ngoài ra thì các bạn có, nếu các bạn có thể tính thêm là, một là dùng mã 202 Pinkershock, hai là các bạn có thể dùng cái mã 201 Watt & Watt. Đó, Watt & Watt này thì là cũng là sản phẩm nước rửa xe, nhưng cái sản phẩm nước rửa xe này có thêm một cái thành phần wax bóng bên trong để làm cái bề mặt sơn chúng ta khi rửa xong mình sẽ thấy độ bóng rõ rệt luôn. Đó, không cần phải qua một thời gian mà sẽ thấy độ bóng ngay khi các bạn rửa xong một cái xe. Thì cái can 201 này có giá hiện tại bên Lưu Việt đang bán là giá 620 ngàn, cũng là đóng theo tỷ lệ là một, cũng là một galon đó, cũng là vẫn là 3.78 lít, giống như các cái mã 202 bình thường. Thì các bạn dùng cái can này thì xe bạn có độ bóng hơn, nhưng đầu tư ra thì giá sẽ cao hơn một chút so với cái nước rửa xe Pinkershock này. Đắt hơn điểm gì, đắt hơn là cái tỷ lệ pha với can này là 620 ngàn, nhưng tỷ lệ pha của cái nước Watt & Watt này chỉ có pha tỷ lệ 1:128 thôi, thì cái giá sẽ cao hơn. Nhưng đổi lại thì các bạn mở ra khi các bạn rửa thì sẽ được cái độ bóng cao nhất khi các bạn rửa xong cái xe đó, thì cái xe nó sẽ hoàn thiện tốt hơn. Tiếp tục là đến một cái sản phẩm không thể thiếu được, đó là cái sản phẩm dưỡng lốp, nó dưỡng vỏ xe mã 713 lăn silicone. Đây là sản phẩm khi các bạn rửa xe xong các bạn sẽ dưỡng lại toàn bộ cái vỏ xe, cái lốp xe của khách hàng. Dưỡng để làm gì? Dưỡng để cho cái xe của lốp của xe các bạn, thứ nhất là khi đi gặp những cái đất, những cái bùn khi dính vào, chúng ta quay lại rửa xe, chúng ta lau nó sẽ đánh lốp, nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều, đất nó không bám trực tiếp vào phần lớp vỏ cao su. Cái thứ hai là gì? Có một cái ưu điểm rất là quan trọng, nhiều khi anh em không để ý, có thể là đầu tư những cái nước dưỡng lốp có thể rẻ tiền một chút. Thì tất nhiên là đầu tư ra thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều, nhưng khi các bạn dưỡng một cái lốp xe của khách hàng lên ấy, thì cái lớp cao su một thời gian lâu các bạn rửa xong mà để khô, cái lớp cao su nó sẽ không có độ đen của cái màu thật của lớp cao su đấy. Nhưng cái sản phẩm lăn silicone này khi các bạn dưỡng lên, đầu tiên là chống bám trên bề mặt cao su này, thứ hai là trên bề mặt cao su các bạn, cái lớp bề mặt cao su sẽ được dưỡng tốt hơn, cái bề mặt cao su luôn luôn sẽ như mới và không bị lão hóa, không bị lứt cái lớp cao su đấy.
thì các bạn cần một cái can nước dưỡng lốp, nó dưỡng lốp, và các cái can này có thể các bạn dùng cho dưỡng động cơ xe khi các bạn có làm dịch vụ về rửa động cơ, hoặc là các cái nhựa ở ngoài thất xe khi có thì các bạn có thể dưỡng cả nhựa ngoài thất được, đó là một sản phẩm dùng đa năng đó. Một cái can này là giá là 720.000 các bạn nhé. Tiếp tục đến là gì, một cái sản phẩm cũng không thể thiếu là nước rửa kính đó. Nước rửa kính thứ nhất là các bạn vừa dùng để lau kính khi các bạn quá trình rửa xe xong. Tại sao chúng ta phải lau kính, và lau kính thì lau ở phần nào? Lau kính thì các bạn nên lau kính bên trong chứ không phải lau kính bên ngoài nhé. Toàn bộ kính lái này, bốn kính sườn và kính đằng sau là các bạn sẽ lau toàn bộ hết đó. Lau thì các bạn sẽ dùng trực tiếp vào những cái khăn, thì tí mình sẽ tư vấn tiếp cái khăn, các bạn sẽ xịt trực tiếp vào khăn để các bạn sẽ lau được toàn bộ trên cái kính xe của khách hàng. Và một cái phần nữa là gì, các bạn đổ trực tiếp vào cái khoang nước rửa kính ở bên trong cái động cơ xe của khách hàng đó, thì các bạn có thể bán thêm, vì mỗi một lần các bạn đổ là 2,5 lít thì các bạn sẽ thu được mức giá tầm khoảng từ 40 đến tầm 50.000 một lần đổ nước rửa kính cho khách hàng, thì cũng là một cái dịch vụ gia tăng thêm cho các bạn. Sau cái quá trình các bạn lau kính xong thì các bạn cũng cần bảo dưỡng lại cái phần vỏ xe, cái lốp xe của khách hàng. Thì cái phần dưỡng lốp thì các bạn có thể lựa chọn tùy theo cái cách làm khác nhau. Như bên mình và kinh nghiệm của mình làm thì mình sẽ tư vấn khách hàng là dùng những cái bàn chải chuyên dụng để dưỡng lốp như này. Thì các bạn cho những cái dung dịch dưỡng vào những cái chai xịt như này, các bạn dưỡng đều lên trên cái bàn chải chuyên dụng như này, thì các bạn quét đều trên cái phần quả lốp. Thứ nhất là tiết kiệm được cái dung dịch cho các bạn. Cái thứ hai là gì, trên cái phần bề mặt lốp xe thì bao giờ nó sẽ có những cái phần điểm cao thấp, điểm mấp mô khác nhau. Thì khi các bạn mà dùng những cái miếng mút các bạn lau hoặc các bạn xịt lên thì nó sẽ không thể vào cái phần điểm mút được. Các bạn xịt lên nó sẽ bị bắn lung tung ở bên vào cái phần na răng hoặc những phần mình không cần thiết. Thì cái chổi này trên bề mặt này nó rất là mềm. Đó, nhà sản xuất người ta thiết kế ra đã đập rất là mềm với cái này rồi. Thì các bạn dưỡng lên nó sẽ bám được vào toàn bộ cái phần điểm cong, những cái phần điểm mấp mô cao thấp ở trên cái phần quả lốp, thì để đảm bảo lốp các bạn giữ được đều hơn. Đó, thì các bạn cũng cần một cái bàn chải chuyên dụng để giữ lốp như này. Cái bàn chải này thì bên mình được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ về các bạn nhé. Đó, thì một bàn chải là giá là 250.000 một cái bàn chải này. Đó, thì các bạn hoàn thiện toàn bộ rồi, hút bụi này, lau kính này, chải thảm xong rồi này, toàn bộ vỏ xe đã hoàn thiện rồi. Trước khi chúng ta bàn giao xe cho khách, chúng ta thêm một công đoạn nữa để làm gì, để cho cái xe của khách hàng vào một xưởng của chúng ta, cái xe luôn luôn có độ sạch sẽ cao nhất và luôn luôn có độ tuyệt chủng tốt nhất. Thì bên mình đang cấp một cái sản phẩm dạng khử mùi bên trong, khử mùi không khí bên trong nội thất xe. Thì hiện tại bên mình đang cấp cái sản phẩm khử mùi hương cherry, hoặc là sản phẩm khử mùi hương kẹo, hoặc là khử mùi hương odor, có rất nhiều những cái mùi hương khác nhau để khi các bạn mở ra các bạn có thể lựa chọn những cái mùi nào các bạn thích, hoặc là khách hàng các bạn có thể thích mà mùi nào thì các bạn có thể lựa chọn cái mùi đó. Thì cái quá trình khử mùi là gì, khi chúng ta trước khi chúng ta bàn giao xe cho khách, chúng ta sẽ khử mùi toàn bộ bên trong nội thất xe để đảm bảo cái xe của chúng ta tuyệt chủng tốt nhất và có một cái mùi thơm dễ chịu nhất. Nước khử mùi này thì bên mình sẽ có hai dòng, một là dòng hương cherry thì là 450.000, còn hương dạng hương kẹo dòng chuyên khử mùi thì giá là 590.000 đó. Thì những cái dung dịch như này đó thì các bạn cần thêm những cái bình xịt đó, cần thêm những cái bình xịt như này. Thì tùy theo khi các bạn mua cái sản phẩm nào thì bên mình sẽ cấp những cái bình xịt, nó sẽ tương ứng với cái dung dịch các bạn đã mua rồi, thì các bạn sẽ nhận được biết là cái chai này là có sản phẩm dung dịch nào, thì các bạn sử dụng sẽ dễ hơn. Thì mỗi một cái sản phẩm các bạn sẽ cần mua thêm một cái bình xịt đó, một cái bình xịt là 79.000 và một cái đầu xịt là 55.000 một đầu đó. Tiếp tục đến những cái sản phẩm tiếp theo để phục vụ một cái xe các bạn, khi các bạn rửa hoàn thiện một cái xe được, ngoài cái dung dịch ra thì các bạn cũng phải có những cái dụng cụ để các bạn làm. Thì cái tùy theo dụng cụ nhé, ví dụ như khi các bạn xịt toàn bộ phần bọt lên bề mặt sơn xong rồi thì chúng ta sẽ cần phải thao tác để chúng ta lau bọt đó. Khi chúng ta rửa thông thường cho cần phải lau bọt, thì bên mình sẽ cấp những cái dòng găng tay cao cấp dạng chuyên dụng như này đó. Cái găng tay này các bạn thứ nhất là các bạn lau này, hoặc các bạn có thể là nuôi cái tay vào trong lại được, nó rất là tiện cho các bạn đó. Thì cái găng tay này, cái chức năng của găng tay là gì, găng tay này sẽ có chức năng là lau toàn bộ phần bề mặt sơn sạch đó, bề mặt sơn sạch của cái chiếc xe của các bạn. Khi cái xe các bạn đến thì các bạn sẽ phân ra thành hai phần sơn, một là phần sơn bẩn và phần sơn sạch. Phần sơn bẩn là gì, phần sơn bẩn sẽ là phần cản trước, cản sau và hai bên rè hai bên.
phần na răng, phần hốc bánh rồi sẽ là phần bẩn, thì các bạn sẽ dùng một găng tay riêng. Còn cái găng tay cao cấp này các bạn sẽ chuyên dụng để lau phần bề mặt cái sơn xẻo của các bạn. Thì một găng tay là bên mình đang bán là giá là 150.000 một cái găng tay này. Đó. Thì tiếp tục đến phần tiếp theo là phần bẩn. Phần bẩn thì bên mình sẽ cấp cho các bạn những cái găng tay chuyên dụng như này. Đó, găng tay chuyên dụng này để các bạn lau cái phần la răng này, cái phần phấn bẩn á, giống như mình nói phần la răng này, phần hộc bánh này, cản trước cản sau và hai bên rè, hai bên có xe. Đó. Tiếp tục đến là gì? Những cái sản phẩm để các bạn vệ sinh những cái lốp xe, đó, những cái la răng thì cần những cái bàn chải chuyên dụng để đánh lốp đánh la răng như này. Đó, bàn chải này là chuyên dụng để các bạn đánh lốp, thì một cái bàn chải này được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ về. Bên mình đang phân phối là giá là 150.000 một cái bàn chải này. Đó. Tiếp tục là đến một cái bàn chải hộc bánh. Cái hộc bánh cũng là một phần rất bẩn, khi các bạn quá trình các bạn đi xe, các bạn lăn bánh trên đường gặp những cái mảng bám, những cái bẩn trên đường nó sẽ bắn lên toàn bộ cái phần hộc bánh của các bạn. Khi các bạn không lau, không vệ sinh thường xuyên thì lâu ngày nó sẽ tạo thành các mảng bám trên bề mặt trên đó, hoặc là những cái phần cái phuộc của xe, cái sóc đấy cũng bị ảnh hưởng. Xe khi quá trình mình không vệ sinh nó sẽ bị ảnh hưởng đến cái phần độ đàn hồi, ảnh hưởng đến các cái phớt, những cái thụt của xe, thì các bạn cũng phải vệ sinh thường xuyên. Thì các bạn cần một cái bàn chải đánh hộc bánh như này. Đó, bàn chải này cũng bên mình cũng nhập trực tiếp từ Mỹ về, có giá là 150.000 một bộ này. Cái phần nốt nó sẽ có thêm một phần nữa là gì? Cái phần nốt nó sẽ có thêm là cái phần la răng. Cái phần la răng của các bạn thì các bạn cần phải dùng những cái chổi la răng chuyên dụng như này để các bạn vệ sinh những cái la răng. Đó, la răng như này thì sẽ giá là 25.000 một cái. Đó, các bạn cần một đến hai cái. Tiếp tục là cái quá trình rửa xe của các bạn ấy, các bạn cũng phải lưu ý là các bạn cũng nên sắm thêm một cái bộ chổi tròn chuyên dụng như này. Để làm gì? Bộ chổi này sẽ có tác dụng là xử lý các phần chi tiết ở phần ngoại thất. Ví dụ như cái nó sẽ có từng size các bạn nhé. Cái size to nhất thì các bạn có thể vệ sinh những cái mặt ca lăng này. Đó, những cái phần điểm chi tiết trên bề mặt sơn xe như logo này, mặt ca lăng này, những cái lẹp gương này, những cái phần điểm nhựa phần kính lái đó, thì các bạn dùng những cái chổi chuyên dụng to như này để các bạn làm. Tiếp tục đến các bạn phân tiếp ra là gì, có những cái chổi nhỏ hơn một chút nữa thì các bạn có thể vệ sinh chuyên cái phần tắc kê của cái phần na răng của chúng ta. Còn những cái chổi nhỏ tiếp theo nữa thì các bạn lại sử dụng cho cái phần cửa gió điều hòa, cái khe kẽ bên trong nội thất đó. Và mình có vệ sinh những cái lắp bình xăng thì mình sẽ dùng những cái bộ chổi này, mình phân ra thành những cái bộ khác nhau. Các bạn cần một bộ chổi như này. Tiếp tục đến là gì? Khi cái quá trình chúng ta làm sạch toàn bộ bề mặt sơn xong rồi, quá trình chúng ta tráng nước xong thì chúng ta cần phải làm khô cái vỏ xe của các bạn và lau chùi toàn bộ vệ sinh cái bên trong của nội thất xe của các bạn. Thì các bạn cần một số những cái dụng cụ sau. Bên mình thì hiện tại đang phân phối cấp cho các bạn những cái điểm rửa xe mới là những cái khăn, đó, như khăn bước 1 chuyên dụng như này, là khăn cao cấp chuyên dụng như này. Đó, khăn này chỉ có một mặt để lau thôi, mặt này không lau được. Thì khăn này các bạn sẽ lau toàn bộ cái phần nước ở trên bề mặt sơn, chúng ta kéo toàn bộ nước ở trên bề mặt sơn để giảm hết sạch nước ở trên bề mặt sơn đi. Sau đó chúng ta mới dùng những cái khăn chuyên dụng, chúng ta lau được sau thì cái bề mặt sơn của chúng ta khi chúng ta bàn giao xe khách nó sẽ khô kiệt được toàn bộ cái bề mặt sơn. Cái quá trình trong bước 1 này thì tùy theo cái sở thích của từng người, tùy theo cái thói quen của từng người, người ta có thể lựa chọn, hoặc tùy theo các bạn mua hàng của bên nào thì người ta sẽ tư vấn cho các bạn sử dụng cái đồ chuyên dụng của các bên. Như cái kinh nghiệm của mình là 10 năm rồi thì mình cũng đúc kết, mình cũng làm rất nhiều cái rồi, từ những cái gạt nước này, đó, silicone này, từ những cái khăn da bò này, từ những cái dụng cụ rất nhiều mình đã trải nghiệm rồi, thì mình đúc kết lại thì mình thấy cái này nó là một cái sản phẩm lau là hiệu quả nhất và hút nước nhanh nhất và lau người ta không bị rít. Hoặc ví dụ như khi chúng ta rửa xe ngay ở phần ria đường, đó, cái ria đường quốc lộ mà bụi nó bám vào bề mặt sơn, chúng ta lau những cái này nó sẽ không bị xước. Còn những cái gạt nước hoặc là những cái khăn da kia chúng ta lau, nó sẽ có cái cát ở trên bề mặt, nó sẽ kéo cái cát đấy, nó sẽ tạo ra cái vết xước răm trên bề mặt sơn. Đó, thì cái này thì nó có độ bông, nó sẽ không bị ảnh hưởng đến cái sức răm trên bề mặt sơn của các bạn. Thì mỗi một tiệm các bạn, nếu các bạn rửa một ngày tầm 10 xe đến 15 xe thì các bạn nên đầu tư cho mình hai khăn này. Còn nếu mà các bạn nhiều hơn thì các bạn có thể đầu tư nhiều khăn hơn. Mỗi khăn này các bạn có thể lau được tầm 5 xe. Đó. Tiếp tục là đến những cái khăn tiếp theo. Khi chúng ta lau cái phần vỏ xe, chúng ta lau toàn bộ xong hết cái phần vỏ xe bước 1 rồi, chúng ta sẽ dùng những cái khăn xanh chuyên dụng như này để chúng ta sẽ lau toàn bộ cái phần bề mặt sơn bước 2 để cho cái sơn của chúng ta sẽ khô kiệt cái phần vỏ xe. Các bạn có thể tùy, các bạn có thể chọn màu nào được. Bên mình thì mình đã phân ra cái màu xanh để chuyên vào lau vỏ. Đó. Thì
các bạn cần dùng, nếu mà các bạn rửa, các bạn cứ lên đầu tư cho mình tầm khoảng 20 cái khăn như này, để chúng ta thứ nhất là chúng ta gấp tầm khoảng 4-5 cái vào chúng ta bán cho khách hàng. Cái thứ hai là chúng ta có thể dùng trực tiếp luôn. Khi chúng ta rửa thì mỗi một xe sẽ cần một cái khăn này. Chúng ta lau sang xe thứ hai thì cái bề mặt sơn nó sẽ có những cái váng nước trên bề mặt sơn. Thì khi chúng ta đi gặp lặng nó sẽ làm cháy cái nước ở trên bề mặt sơn, nó sẽ tạo những cái đốm trên bề mặt sơn. Thì bề mặt sơn chúng ta không có độ bóng cao. Đó, thì các bạn nên dùng cho mình 20 khăn như này. 20 khăn này thì 25 ngàn một cái, là tầm 200 là 500 ngàn 20 khăn này. Còn khăn bước 1 này là 200 ngàn một cái, thì các bạn nên mua tầm 2 cái. Tiếp tục đến là phần bên trong nội thất. Bên trong nội thất thì khi chúng ta hút bụi xong rồi, chúng ta cần phân ra các cái phần chi tiết riêng. Ví dụ như phần táp lô, phần ghế, chúng ta sẽ phân ra thành một màu khăn riêng. Toàn bộ phần gioăng, phần bậc lên xuống, phần sàn chúng ta phân một khăn riêng. Mỗi một cái công đoạn đấy các bạn nên mua tầm 10 khăn, 10 khăn màu như này. Đó, thì các bạn cần 4 cái màu khăn để các bạn sử dụng cho công việc lau bên trong xe của các bạn. Còn tùy theo các bạn, nếu các bạn mà làm ít thì các bạn có thể là mua cái số lượng nó hạn chế đi, hoặc các bạn làm nhiều các bạn tăng cái số lượng khăn lên. Và khăn này thì mình cũng lưu ý luôn là khăn trên thị trường có rất nhiều những cái mẫu khăn, những cái chất liệu khăn khác nhau, thì giá tiền nào nó sẽ tương ứng với cả cái chất lượng của cái mặt hàng đấy, như các bạn tính lưu ý nhé. Đến tiếp theo là những cái khăn lau kính chuyên dụng. Khăn lau kính thì các bạn không thể nào dùng những cái khăn sợi cốt tông như này được. Đó, khăn lau thì có rất nhiều chất liệu khăn lau khác nhau. Đó, thì riêng cái khăn lau kính thì các bạn cần phải sử dụng cái khăn microfiber chuyên dụng như này. Đấy, khăn microfiber này. Đó, các bạn phải dùng chất liệu khăn microfiber như này. Để các bạn lau thì thứ nhất là cái kính nó sẽ không, lớp rửa kính thì chúng ta lau nó không để lại những cái sống ở trên bề mặt kính. Cái thứ hai là nó sẽ không để lại vết xước kính khi các bạn trong quá trình các bạn lau kính. Thì các bạn cần dùng cho mình là tầm khoảng 5 cái khăn như này để phục vụ cho công việc lau kính xẻ của các bạn. Thì một khăn này sẽ có giá là 65 ngàn một khăn này. Thì các bạn cần dùng tầm khoảng 5 cái. Còn một cái phần lửa là toàn bộ phần nắp capo, phần kính và phần nắp xe. Nếu các bạn leo lẹt những dòng xe to nhiều, dòng xe to nhiều nhé. Còn nếu dòng xe đen các bạn không cần. Nếu xe to nhiều các bạn nên có thể lựa chọn thêm một khăn dài như này nữa. Khăn này là 90 ngàn các bạn nhé. 60 x 1.6 nhé. Thì các bạn dùng khăn này để các bạn chuyên dụng để lau phần lóc xe cho mình, để các bạn không cần phải ngoài nhiều. Tiếp tục đến cái một cái bộ nữa là cái phục vụ cho công việc các bạn bơm lốp xe. Khi xe khách hàng đến rửa xe, các bạn cần phải kiểm tra cái 4 cái bánh xe của khách hàng xem có hơi có bị thủ thơi hay không. Hoặc khi xe khách hàng non, khách hàng có nhu cầu muốn bơm lốp thì các bạn sẽ cần bơm lốp khách hàng, thì bên mình sẽ cấp những cái súng bơm lốp chuyên dụng của Đài Loan như này, có giá là 650.000 một cái súng này. Cái súng này thì các bạn lưu ý này, đối với những cái dòng xe ô tô thì không sao, những cái dòng xe máy, ví dụ như một số cái dòng xe lan tầm 5 lan ấy, thì cái phần điểm cái điểm van nó sẽ rất sát cái phần cái hoa của cái la răng. Thì nếu các bạn dùng cái loại kẹp đứng ấy, thì các bạn rất khó bơm. Bên mình thì cấp cái loại này nó sẽ kéo được cả hai mặt, thì các bạn bơm rất là dễ các bạn nhé. Đó. Cái xì khô này các bạn cũng cần tầm khoảng 1 đến 2 cái để các bạn dùng xì khô toàn bộ cái phần vỏ xe khách hàng và xì khô toàn bộ cái bên trong nội thất xe trước khi chúng ta hút bụi, để đảm bảo xe khách hàng thứ nhất là có độ sạch cao, và thứ hai là da có độ kiệt hết cái nước ở trên bề mặt sơn. Đó. Và các bạn mua thêm những cái dây hơi như này thì các bạn có thể dùng những cái quả lô rút. Đó, nếu quả lô rút thì rất là tiện và chuyên nghiệp. Hoặc là các bạn có thể dùng những cái dây hơi rời như này, thì cứ tầm 3.000 mét dây hơi của Hàn Quốc như này. Đó, thì các bạn tùy theo cái khoảng cách các bạn phải mua dây nó phù hợp. Thì vừa rồi mình vừa tư vấn với các bạn một bộ sản phẩm để dùng cho công việc, phục vụ vào cái công việc để rửa xe, hoàn thiện một cái xe khách hàng khi chúng ta đến rửa xe. Ngoài về máy móc ra thì những cái sản phẩm này cũng là sản phẩm thiết yếu nhất để phục vụ cho công việc làm sạch cái xe của các bạn. Các bạn có thể sử dụng được rất nhiều những cái sản phẩm khác nhau trên thị trường, nhưng các bạn sử dụng thì các bạn nên lựa chọn những cái sản phẩm được nhập khẩu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và nhập khẩu trực tiếp của châu Âu về, thì cái sản phẩm bao giờ có độ kiểm định và cái chất lượng kiểm định nó sẽ tốt hơn. Với cái sản phẩm 3D này thì hiện tại bên mình đang là làm độc quyền tại Việt Nam, và mình đã phân phối này rất lâu năm ở Việt Nam rồi, và cái cũng trên thế giới cũng gần trên 80 quốc gia đã sử dụng cái sản phẩm này để phục vụ vào công việc chăm sóc xe rồi. Đó. Thì các bạn đang có cái nhu cầu
để mở cái tiệm rửa xe, muốn tìm hiểu những cái dụng cụ, những cái sản phẩm để phục vụ vào công việc rửa xe cho các bạn, để cái xe của khách hàng khi đến tiệm của các bạn có độ bóng cao nhất và cái độ hoàn thiện bề mặt sơn và hoàn thiện một cái xe tốt nhất, thì các bạn có thể nhấc máy lên gọi điện cho bên công ty Lưu Việt theo số hotline ở trên clip để được bộ phận kinh doanh tư vấn cho các bạn tốt nhất khi lựa chọn những cái sản phẩm để phục vụ vào công việc rửa xe, chăm sóc xe của các bạn. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.